Xin chào các ba mẹ, các anh chị, các bạn. Tôi là Đỗ Mạnh Tuấn đến từ cộng đồng hồi phục trẻ tự kỷ, tăng động chậm nói và giảm trí. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ tới các ba mẹ, các anh chị và các bạn về một vấn đề, đó chính là cách giải quyết, cách xử trí đối với một số trẻ khi các con có hay có hiện tượng là có con hay cắn hay cấu những người thân yêu, những bạn bè, rồi là những anh chị em cùng chơi. Vậy cách xử trí đối với các con như thế nào khi mà các con rất hay cắn những người thân yêu của mình, như cắn ba, cắn mẹ, cắn ông bà. Vậy chúng ta sẽ cần làm gì đối với trẻ như vậy? Thưa các ba mẹ, các anh chị, các bạn, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao mà trẻ lại thường hay có hiện tượng là các con rất hay cắn ba mẹ, ông bà, những người thân, rồi bạn bè, anh chị em của các con hay cắn như vậy là vì lý do gì, và chúng ta sẽ tìm cách giải quyết dựa trên lý do đó. Trước hết là chúng ta cần phải hiểu rằng là các con, đối với các con tự kỷ tăng động thì các con sẽ có những cái sự tổn thương, những tổn thương trong vùng não bộ của các con, trong một số các cái bộ phận trong các vùng não bộ của các con có những cái tổn thương về mặt cảm giác. Thì vì vậy các con luôn mong muốn tìm kiếm những cảm giác được dễ chịu, thoải mái hơn bằng cách là hay cắn những người thân, hay cắn những người yêu thương của mình, hay cắn những bạn bè xung quanh. Các con khi các con cắn như vậy thì các con sẽ có những cái cảm giác vô cùng dễ chịu và các con sẽ giải tỏa được những bức xúc trong cơ thể của mình. Vậy cách giải quyết, cách xử trí như thế nào? Thì đối với hiện tượng này thì các ba mẹ, các anh chị, các bạn đừng quá lo lắng, bởi vì là đây là một hiện tượng rất bình thường và các con trong quá trình học tập và phát triển của các con sẽ có những hiện tượng như vậy để các con giải tỏa cái tâm lý căng thẳng, cái stress trong cái cảm xúc của các con. Các ba mẹ, các anh chị hãy để cho con có những lần đầu để cắn một cách thoải mái, nhưng mà các lần sau khi dần dần thì chúng ta cũng cần phải nói cho con biết là cảm giác chúng ta đau như thế nào. Các ba mẹ hãy giải thích cho con, và có thể giải thích bằng ngôn ngữ, có thể giải thích bằng điệu bộ, hoặc giải thích bằng tranh ảnh là chúng ta cảm thấy đau như thế nào để trẻ hiểu. Và khi trẻ thực hiện cắn những bạn bè, các anh chị em khác, hoặc là cắn người thân, là tại thời điểm đó trẻ có những cảm xúc trong người rất chi là bức xúc và khó chịu, chúng ta cần phải ôm trẻ vào lòng, nói những lời yêu thương, vỗ về trẻ, và có thể đọc tên được những cảm xúc tiêu cực ở trong con. Ví dụ như có phải là con đang bị đau không, con đang bị mệt không, con cảm thấy khó chịu phải không, ba mẹ rất yêu thương con rất nhiều. Các ba mẹ hãy ôm con thật chặt vào lòng và nói những lời yêu thương để có thể làm dịu đi cảm giác cái khó chịu trong cơ thể của các con. Và các ba mẹ có thể tiến hành tiếp theo là các ba mẹ có thể chơi với con. Mỗi lần các con cắn thì các ba mẹ có thể bày trò chơi, những trò chơi liên quan đến cái hành vi đó. Ví dụ như các ba mẹ có thể cắn lại các con với những cái sự vui đùa, và các con có thể tạo cái cảm giác tâm lý tích cực hơn, thoải mái hơn, và các con sẽ dần dần thấy sự hòa quyện, hòa đồng. Các con thấy chúng ta là bạn và các con sẽ cởi mở lòng. Theo thời gian dần dần, từng bước theo thời gian, các con sẽ cảm thấy thoải mái hơn và dễ chịu hơn khi giao tiếp đối với người xung quanh, và các con sẽ dần dần loại bỏ và mất hết các cái hành vi cắn, hành vi cấu đối với những người thân yêu. Các ba mẹ, các anh chị hãy đảm bảo là thực hiện từng bước một. Thứ nhất, chúng ta cần phải hiểu con, hòa đồng với con, cảm nhận những cái cảm xúc của con, và các con tạo cho con những cái không gian để vui vẻ nhất. Khi cảm xúc vui vẻ, các con sẽ loại bỏ những cảm giác tiêu cực trong cơ thể, và dần dần những hành vi xấu đó sẽ dần dần sẽ tan biến và biến mất. Thể các bạn, ba mẹ hãy rất bình tĩnh và đừng gán cho con những cái tên tiêu cực làm cho các con có thể giảm cái sự phát triển của mình. Các ba mẹ hãy dành tình yêu thương với các con nhiều hơn, và khi đó thì các ba mẹ sẽ có thể giúp con có thể được cải thiện được cái tình trạng của mình. Cảm ơn các ba mẹ, các anh chị rất nhiều. Rất mong các ba mẹ, các anh chị hãy ủng hộ tôi trong các chuỗi video này. Rất mong và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.